Xin chào mọi người. Dạ, trời mưa bão lớn quá mà em nhận được là có hơn 20 bạn là đăng ký học bơi đúng không ạ? Học bơi với em là không chỉ đi bơi mà còn đi làm hoạt động môi trường. Em thì dạy bơi chuẩn kỹ thuật, được gọi là huấn luyện viên của quốc tế và có bằng cấp ở Mỹ. Dạ, thì em còn có một cái kênh YouTube để làm vận động môi trường cho Việt Nam và được bạn bè khắp thế giới ủng hộ. Thì trên thế giới em hiện tại là YouTuber hot nhất Việt Nam và có lượng tương tác cao nhất toàn cầu. Đây những bạn bè thật trên thế giới họ ủng hộ, chứ không phải là chạy view, chạy ad như các YouTuber tự cho mình là nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng trên thế giới chả ai biết họ là ai. Suốt ngày chạy hosting ảo, chạy view ảo, rồi khoe tiền, khoe của. Đó là một cái cách sống thực dục và không có lợi gì cho môi trường, thiên nhiên và động vật. Để cho mấy em cứ noi gương những cái xấu trên mạng thì cuộc đời mấy em sẽ đi xuống chứ không đi lên được, và không ngóc đầu được lên luôn. Thì hôm nay em đến cái xã Phước Thái, huyện Long Thành này là để về bơi. Ở đây có một cái hồ bơi mà em xem ra là đạt được cái tiêu chuẩn về thiết kế dành cho tập luyện chuyên nghiệp, đó là hồ bơi Trần Đức. Thì em dùng cái nơi này được lãnh đạo nhà nước ủng hộ, đến đây dạy bơi chống đuối nước mùa hè cho mấy em, kèm theo là cái chương trình mà bơi chuyên nghiệp, học thêm thứ năm hàng tuần. Dạ, còn lớp học miễn phí em xin thông báo là từ 8 giờ đến 9 giờ ngày chủ nhật thôi, chọn cái buổi sáng ít người để cho mấy em thoải mái đi học bơi. Cái giờ đi học bơi thì rất là vui vẻ. Vào chủ nhật thì em có tổ chức thêm cái chương trình gọi là khuyến khích các em yêu thiên nhiên và bảo vệ động vật. Bữa nay ngày mấy rồi thưa mọi người? Thứ sáu à? Dạ, còn 2 ngày nữa là đến cái sự kiện đó. Thì em không có thời gian để làm việc ở bên phía Việt Nam. Có quý vị phụ huynh đã có con em học trước với em rồi thì sẽ hỗ trợ em về việc book lịch cho các phụ huynh mới và con em của mình học bơi. Lớp của em thì em sẽ chia ra nhiều lớp dành cho đối tượng là người nam, người nữ và trẻ em. Dạ, hiện tại mọi người thấy em phải trả lời fan của em trên khắp thế giới, có một mình em thôi. Dạ, em phải trả lời tự động luôn như thế này. Dạ, nên em là người nổi tiếng thật ở Việt Nam chứ không có chiêu trò gì hết nha quý vị. Dạ, thì học bơi với em thì có tương lai trở thành các nhà hoạt động môi trường nổi tiếng, để làm những điều mà những người giàu có không làm được, những người yếu ớt không làm được. Phải là có trí tuệ, có sức khỏe mới làm được, và phải có kinh nghiệm và có một cái trái tim nhân hậu và tình yêu thương rộng lớn đến tất cả muôn loài thì mới làm được. Thì làm học trò em thì sẽ biết được nhiều về cách sống, bởi vì từ nhỏ em đã tiếp xúc với các bậc hiền tri thức và các tôn giáo, nên đạo nào cũng em cũng vô, cái gì hay em học, còn cái nào mê tín em có trí tuệ mà em sẽ tránh xa nó, em không có là bị lầm. Dạ, nên đạo nào cũng có em, cuối cùng em thành bá đạo. Và nhiều, em đi qua nhiều nước rồi, nhiều quốc gia rồi, giờ người ta hỏi em là người nước nào, em nói là người nước biển, người đại dương, bởi vì em có thể dùng được nhiều ngôn ngữ. Theo một phụ huynh góp ý, và cũng nhiều phụ huynh nói là em nên nói tiếng Anh trong lớp học của chúng ta, pha trộn trộn vô này kia, để cho mấy em nó trao dồi kiến thức tiếng Anh và nó dạng hơn để trong việc học giao tiếp với người nước ngoài. Sắp tới bạn bè của em bên Mỹ, đồ Úc, Canada qua thăm em dữ lắm, bởi vì em không có đi nước ngoài được, bởi vì em miễn dịch với Covid-19 và em không có tiêm vaccine. Dạ, em là từ hồi 15 tuổi là đã hết bệnh cảm luôn rồi. Cơ thể là tiến hóa hơn người bình thường, là phổi, gan, đồ nó bự phát triển hơn, tim cũng bự hơn, cái gì nó cũng mạnh, nó sung sức hơn. Giống như qua giờ em ngồi em nhắn tin, em trả lời tin nhắn của mọi người, rồi em không ăn, không uống, không ngủ,
Từ hồi 5 giờ sáng hôm qua, 5 giờ chiều hôm qua mà tới bây giờ mà em vẫn thấy khỏe và sung sức. Em không biết đói, biết no. Em chỉ biết mệt và không có thời gian để làm nhiều. Nên nước ngoài em chưa giải quyết xong. Hơn 135 quốc gia liên hệ em mỗi ngày, liên tục 10.000 tin nhắn cần phải trả lời như thế này. Mà bây giờ mình không có thời gian để trả lời thì mình làm như thế vậy thôi. Anh chị có thấy ai mà có người liên hệ được tôi toàn cầu như em không? Dạ không. Mà fan của em là toàn thế giới chứ không phải Việt Nam nha. Việt Nam là 7 năm trước là em đã chặn tương tác ở Việt Nam khi em quá nổi tiếng, có nhiều học viên đi từ tận cùng của mũi Cà Mau lên Sài Gòn để học bơi với em, thần tượng em, xin chữ ký em. Có nhiều bạn ở ngoài Long Thành rất là xa kêu cha ép mẹ vô tới Sài Gòn, vô cái lớp dạy bơi của em để xin được chữ ký và chụp hình chung với em. Em thấy mấy cái chuyện này nó tào lao lắm luôn á, nên em thấy là tội nghiệp mấy em nhỏ quá, nên em tắt đi tương tác của mình. Thì các YouTuber khác lợi dụng cái cơ hội đó, cái sự nổi tiếng của em, họ ăn theo em và bắt chước làm những video tiêu cực dành cho trẻ em. Nhưng mà thật ra họ cũng không có fan thật như em, họ cũng kiếm được tiền từ YouTube này kia, nhưng mà họ phải khoe và nói xạo rất là nhiều. Cứ nhìn em ngồi em trả lời tin nhắn này không hết, từ sáng tới giờ mà em cứ trả lời trả lời. Hôm nãy giờ trả lời là 3 tiếng đồng hồ rồi mà không. Những cái tin nhắn mà đọc qua mà thấy cái gì nó cần thiết thì trả lời, còn thôi là quăng một cái tin nhắn như vậy. Đó là lý do mà quý vị phụ huynh nhắn em ở trên Facebook hay cái gì, Facebook fanpage của em là hơn 100.000 người đăng ký và được xác minh, em xóa luôn rồi mọi người. Bây giờ bên Ấn Độ lại tạo cho em thêm một cái fanpage mới nữa, em khổ tâm dễ sợ luôn. Mà tạo như vậy họ nói là để giúp em có thêm tiền cứu thiên nhiên động vật, thôi ok cho tự xử luôn. Rồi đó, em nói trả lời cái Facebook YouTube thôi là cũng đã muốn khùng rồi, và còn phải làm việc với bạn bè khắp thế giới nữa. Bởi vì làm dạy bơi lặn biển nổi tiếng của hệ thống body, rồi hợp tác với nhiều nàng tiên cá trên thế giới tạo ra các chương trình này kia các kiểu. Thì học bơi với em thì sau này em sẽ tổ chức thi bơi và cấp bằng đàng hoàng cho mấy em. Dạ em được phép cấp bằng thôi mọi người. Em là cũng là một cái trung tâm lặn biển và dạy lặn và dạy bơi luôn à. Em có đăng ký giấy phép kinh doanh rồi, nhưng mà do bận rộn quá, một người không thể nào quán xuyến tất cả mọi việc, nên càng làm nhiều càng mau già, và càng càng ham tiền thì càng chết sớm. Dạ trời ơi, mới trả lời xong nó ra một đống nữa rồi, thấy chưa mọi người ơi, thấy chưa mọi người, em mệt lắm rồi. Thôi quý vị phụ huynh cứ làm việc với những tư vấn viên của em về chương trình dạy bơi miễn phí của em ở Long Thành. Thì bây giờ em phát triển ở xã Phước Thái, còn mấy xã khác phát triển luôn giùm em nha mấy 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 bạn ơi. Sẽ giao cho lớp phó văn thể Mỹ, lớp phó văn nghệ đó xử lý giùm em. Ái bất trọng bất sanh ta bà niệm bất nhân gì, trời ơi cái gì vậy, ai gửi cho em mấy cái câu châm ngôn gì vậy? Ái bất trọng bất sanh ta bà niệm bất nhất bất sanh tịnh độ, mấy câu này nhiều. Bởi vì em nhiều tôn giáo quá thưa quý vị. Phật giáo em cũng có, đạo hồi em cũng vô, thiên chúa em cũng vô, tin lành em cũng vô, em giống như là trương vô kỵ vậy đó, phái nào cũng vô, cuối cùng là em vô ma đạo luôn, tiêu diêu tự tại. Ok mọi người hiểu được cái nỗi khổ của em, và chúng ta đang hướng con em của mình đến những điều tốt đẹp nha quý vị. Phật dạy là ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào, Phật còn vào ma đạo huống chi là em.